Chị biết rồi. Bây giờ chị đi làm về chị qua này. Ok chị, đợi khách VIP qua test thử cà phê cho em nhá. Vậy cơ à? Ok, bây giờ chị qua đây. Qua ngay đi chị, hôm nay có cà phê mới đấy. Đảm bảo chị nghiện quên lối về luôn. Nó cũng chẳng đáng gì, nhưng mình là người có trách nhiệm. Không phải là vì tôi đang bận thì tôi sẽ ở lại để đợi đền bù. Cần đền bù thì gọi cho tôi. Tôi biết rồi. Alo, cô có phải là người mà làm sức xe của tôi đúng không? Nhanh quá, mới đấy mà anh đã liên lạc rồi. Đúng rồi, anh muốn bồi thường bao nhiêu vậy? Này, nó cô bị làm sao vậy? Có vấn đề gì à? Làm sức xe của người ta, không một câu xin lỗi. Cô tưởng là tiền giải quyết được vấn đề à? Hả? Coi như hôm nay tôi đen đi. Rồi nhá, sẽ có một ngày có người cho cô biết thế nào là cư xử đúng mực như một con người. Báo quản gia tối nay xe anh để ở nhà. Tối bảo bác tranh thủ đi sửa cho anh cái nhé. Xe của anh bị người ta quẹt vào làm sức xe. Giá mà cô ta bằng một phần của cô gái này thì mình đâu có chấp nhận cái chuyện làm sức xe của mình chứ. Này, sáng ngày ra đã cắm đầu vào công việc rồi thế. Mày đi với anh từ bao giờ đấy? Ngoài công việc ra thì anh có biết cái gì bao giờ đâu. Mà tối nay em đi chơi không về đâu, không phải đợi em. Đi đâu mà không về? Thì em đi học lớp. Mà có mỗi mấy đứa con gái với nhau thôi. Định là ở lại tâm sự tí nhá. Ừ. Đây. Cô nghe này. Theo đúng lịch trình thì sáng nay tôi sang bên công ty AB để bàn chuyện hợp tác thay chủ tịch. Có một số công ty muốn đồng hợp tác trong dự án lần này. Tôi đã để sẵn trên bàn. Được rồi, tôi biết rồi. Nhân viên thực tập, đi mua cho tôi cốc cà phê, rồi mang qua bàn cho tôi. Nhưng mà tôi còn đang... Sao? Không hài lòng à? Dạ em nghe đây anh ơi. Đối tác bên công ty SVM hôm nay qua bên chúng ta gặp gỡ, trao đổi để bàn về việc ký hợp đồng dự án sắp tới. Hiện tại cuộc họp bên này, tôi có lẽ sẽ chấm dứt muộn hơn dự kiến, nên cô sắp xếp tiếp đón đối tác cho cẩn thận nhé. Miếng ăn khó nhằn này lại giao cho mình. Đến lúc có vấn đề thì ai mà chịu trách nhiệm? Lại đổ lên đầu mình chứ ai. Cà phê của chị đây ạ. Ừ, để đấy. Này, nhân viên thực tập. Dạ. Cô qua kia sắp xếp hết tất cả tài liệu có đầu số 3307 mang lại đây cho tôi. Vâng ạ. Ừ, tí nữa tao gọi lại sau nhá. Nhân viên thực tập,
chuẩn bị có một đối tác lớn qua đây gặp. Giám đốc thì đang họp, cuộc họp kéo dài hơn dự kiến. Còn tôi thì có quá nhiều công việc để xử lý, cho nên là tôi đã giao cho cô. Cô đi chuẩn bị đi nhé. Nhưng tôi có biết gì đâu ạ. Tài liệu quan trọng của công ty tôi mới vào nên cũng chưa được động vào bao giờ ạ. Thì bây giờ tôi cho cô động vào đây. Đây, tất cả những tài liệu mà cô vừa lọc ra ấy là những tài liệu mà cô phải đọc trong ngày hôm nay. Một tiếng nữa là đối tác sẽ qua gặp rồi. Nếu mà cô làm không tốt ấy thì cô biết là số phận của mình sẽ đi đâu về đâu rồi đấy. Tiểu thư à, yêu ái à, là gì thì giờ cũng chỉ là đứa từng là tiểu thư nhà tài phiệt thôi. Giờ gia đình phá sản rồi, tiểu thư tiểu thiếp gì nữa, cũng chỉ là một đứa thực tập sinh. Nhìn nó thôi mà ngứa cả mắt. Chào anh. Anh có phải là đại diện của công ty SVM đến đây để bàn về dự án mới với công ty tôi đúng không ạ? Đúng rồi. Cô đây sẽ tên là My đúng không ạ? Dạ, tôi xin lỗi. Tôi là Dương. Tôi không phải chị My. Tôi là thực tập sinh được chị My cử đến để bàn việc với anh ạ. Cô Dương đây chắc là người có kinh nghiệm trong lĩnh vực dự án lần này. Mời cô ngồi, chúng ta cùng nhau bàn bạc. Thưa anh, thật ra tôi mới được đọc tài liệu quan trọng liên quan đến dự án này cách đây có một tiếng trước thôi ạ. Tôi cũng không có kinh nghiệm gì trong lĩnh vực này. Nếu như anh đồng ý thì chúng ta có thể thỏa thuận về những điều khoản mà hai bên công ty đã bàn bạc. Còn những việc khác thì anh có thể bàn với giám đốc được ạ. Tuy là tôi không có kinh nghiệm, nhưng mà tôi cũng đã xem qua khung của dự án. Tôi có một vài ý tưởng dựa trên suy nghĩ của mình và một số thứ mà tôi đã đọc ở trong tài liệu. Mời anh xem qua. Cô nhìn xem, cô nhìn xem cô đã gây ra hậu quả cho công ty. Tiểu thư à, tài phiệt à, bây giờ cô muốn nối gót mẹ cô, muốn công ty phá sản đúng không? Tôi không có. Không có cái gì mà không có, đúng là đồ sao chổi mà. Tôi đâu có muốn như vậy đâu. Tôi hoàn toàn không biết gì cả, cũng không có thời gian chuẩn bị. Bây giờ chỉ có một tiếng để chuẩn bị cho dự án lớn như vậy thì với một người như tôi là hoàn toàn bất khả thi ạ. Ai cho cô động vào dự án của tôi hả? Cô biết cái gì mà động vào? Tôi đâu có muốn đâu. Là chị My bắt tôi phải đi gặp đối tác mà. Này, cô nói cái gì đấy? Cô không làm được xong bây giờ cô đổ lỗi lên đầu tôi à? Cô mà quỳ xuống xin lỗi anh Đức đi nhanh lên. Nhìn cái gì mà nhìn? Không thấy là anh Đức đang tức giận à? Thôi, cô thu dọn đồ đạc, cút cả công ty cho tôi. Từ mai không phải đến làm việc nữa. Nhưng mà tôi... Đối tác mấy lần này, cậu có tìm hiểu kỹ chưa? Dạ, tôi đã tìm hiểu kỹ thì mới cho lịch hẹn ạ. Là cô gái đó phải không? Chủ tịch nói sao ạ? Không, không có gì đâu, cậu nói tiếp đi. Cuộc gặp gỡ với cả công ty AB, thật sự tôi đã thiếu sơ suất. Tôi không nghĩ một công ty lớn như vậy mà lại có hành xử như vậy. Việc cho một thực tập sinh không chút kiến thức gì ra để tiếp đón chúng ta, đó là một điều thiếu tôn trọng. Cho nên không cần phải bàn tiếp làm gì ạ. Nhưng mà ý tưởng của cô thực tập sinh đó thực sự rất mới mẻ. Dường như cô gái đó rất hiểu tâm lý người dùng. Vậy sao cậu không thử hẹn gặp riêng cô ta và cho riêng cô ta một cơ hội nữa? Dạ, thưa anh, cô ta đã bị sa thải ngay lúc đấy rồi. Tôi đã có thử liên lạc nhưng mà không gặp được. Xin lỗi cô tiểu thư nhá. Bị đuổi việc rồi, chắc là không có gì ăn đâu nhở. Tội nghiệp quá đi mất thôi. Cô, tôi đâu có làm gì cô. Tại sao lúc nào cô cũng phải tìm cách để hại tôi thế? Cô không biết gì á? Chuyện 5 năm trước cô quên nhưng mà tôi không bao giờ quên. Cố lên, chỉ cần lần này đàm phán được
dự án thành công, chắc chắn là mình sẽ được thăng chức và qua Mỹ làm việc. Ước mơ bấy lâu nay của mình sẽ thành hiện thực sớm thôi. Cơ hội này mình đã đợi rất là lâu rồi. Cô không sao chứ? Tôi xin lỗi, bạn tôi đang gặp tai nạn nên là tôi đi phải đi gấp. Cô cầm tạm số tiền này đi, rồi tự lo liệu nhá. Còn đây là số điện thoại của tôi, có gì thì liên lạc với tôi phải đi đây, gấp quá. Đó. Không biết thì không có tội à? Mà cũng đúng thôi. Một tiểu thư tài phiệt thì làm sao quan tâm đến chuyện đấy cơ chứ. Cô không nhớ cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà ngay khi anh Đức giới thiệu cô vào công ty và kể cho tôi nghe hoàn cảnh của cô ấy, thì tôi thấy cô thật buồn cười, thật là đáng đời. Cô nhìn bộ dạng bây giờ của cô xem, trông thảm hại biết bao nhiêu. Đúng vậy, trước đây tôi đã nghĩ như vậy, rằng tôi là con nhà tài phiệt, có gì mà tôi không giải quyết được bằng tiền cơ chứ. Nhưng bây giờ, không có tiền, tôi như đứa cụt chân, cụt tay, bịt miệng, không làm được gì hết. Ơ, hai cái anh này, anh làm cái gì ấy? Anh thấy em ngồi một mình buồn, anh muốn làm cho em vui thôi mà. Anh bị điên à? Tôi không quen anh đâu. Tránh xa tôi ra. Gớm. Nghiện còn ngại. Không sao đâu. Anh hiểu. Ơ, anh bị điên à? Bỏ ra. Ngồi xuống đã. Đứa nào ấy? Đứa này đây. Cậu khôn hồn ý thì mau cút đi. Mày là ai mà xen vào chuyện của tao? Tôi là ai á? Tôi đã báo công an vì cái tội quấy rối người khác của anh rồi đấy. Nếu không nhanh lên ý thì đến lúc ăn cơm tù bóc lịch ý, đừng có trách con này á. Chị ơi, em cảm ơn chị. May mà có chị, không thì... Không sao đâu, không có gì. Chị yêu của em lại vừa cun ngầu nữa đúng không? Có gì đâu, ở khu này đông dân cư nên là lộn nhộn quá em ạ. Yêu của em khác. Bảo sao mà em không mê chị cho được. Chị là khách VIP của em đấy. Nhưng mà kể từ ngày mà chị đến đây ấy, là em chăm chỉ đến quán hẳn ra. Sao thế? Nhìn chị có vẻ không tươi tắn như mọi ngày. Có chuyện gì à? Chị bị đuổi việc rồi em ạ. Trước đây không đi kiếm tiền, tiêu tiền thấy dễ dàng. Bây giờ đi làm thì mới thấm. Chị cũng là tệ quá em ạ. Hay là chị đến đây làm quản lý quán cho em đi. Vừa được uống cà phê thoải mái, lại còn vừa có việc làm nữa. Nhưng mà chị chưa thử làm cà phê bao giờ. Không sao, chuyện đấy em sẽ giúp chị. Chị chỉ cần đồng ý thôi, nhá. Vậy thì thời gian tới mong là được em chiều cố nhá. Không biết là trời sập hay sao mà tiểu thư nhà ta hôm nay vui vẻ lạ thường thế nhỉ? Anh này. Ừ? Anh người yêu chưa? Sao tự nhiên lại hỏi thế? Hay là em kiếm người yêu cho anh nhá. Chứ anh già rồi có còn trẻ gì nữa đâu mà kén. Ô, con bé này. Đang yên đang lành lại bảo anh già. Vớ vẩn. Thì không đúng à? Mà anh có còn trẻ nữa đâu. Bây giờ ấy, em sẽ tự đi tìm chị dâu cho mình. Việc của anh ấy chỉ cần đồng ý thôi là được nhá. Con bé lạ nhỉ? Lại có cái trò gì đây không biết nữa. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi anh. Không sao đâu. Là cô ấy sao? Chị yêu, chị cứ yên tâm đi.
đây là anh trai của em, là vị khách hàng mà chị không phải lo đắc tội đâu. Chị yêu. Ừ. Thế anh không nhớ là em đã bảo là em sẽ tự tìm chị dâu cho mình à? Đây là chị Ý đấy. Cái con bé này, nói cái gì đấy? Thôi, để chị vào trong lấy khăn để lau dọn chỗ này đã nhá. Ôi trời đất ơi, không hiểu sao lần nào đi ký hợp đồng cũng gặp cái đứa xui xẻo như mày nữa. Nhưng mà bây giờ mày chỉ là con phục vụ bàn thôi, có làm ảnh hưởng đến tao thì cũng không có tiền đền đâu nhỉ. Tôi xin lỗi. Đúng là con người xui xẻo. Lần trước mày phá hỏng dự án lớn của tao với công ty SVM, tao còn chưa tính sổ với mày. Cho mày nghỉ việc quả là dễ dãi với mày quá. Nhưng là hai người bắt tôi phải đi gặp họ mà. Mày còn muốn tư cách lên tiếng à? Ngày trước không, cái trạng thái bây giờ của mày càng không. Hai người. Vậy với tư cách là vợ của chủ tịch SVM thì có quyền lên tiếng không? Cái gì? Vợ chủ tịch SVM á? Đúng rồi đấy, anh trai của tôi là chủ tịch SVM. Các người làm ăn thiếu trách nhiệm, xong rồi đổ hết lỗi lên đầu chị dâu tôi là được à? Tôi thật kinh. Là chủ tịch của SVM, tôi khẳng định lại một lần nữa, tôi không hợp tác với các anh là vì sự vô trách nhiệm của những người đứng đầu. Mang một thực tập sinh ra để đi đàm phán với công ty của chúng tôi là một sự thiếu tôn trọng. Nhưng mà thực sự là cô ấy làm rất tốt, ý tưởng rất hay. Ngay sau đó tôi đã cho người tìm kiếm rồi, nhưng mà các người đã đuổi việc cô ấy vì sự thiếu trách nhiệm của mình. Từ nay về sau tôi cấm các người động đến vợ chưa cưới của tôi một lần nào nữa. Nếu không nhé, tôi sẽ không biết được là bản thân mình sẽ làm gì đâu. Các người về đi. Ngồi đi. Anh không biết em là cô gái thực tập sinh đó. Thưa vợ chưa cưới của anh trai em. Chồng chưa cưới của chị ấy đã tương tư chị từ rất lâu rồi đấy, nhưng mà lại bị em phát hiện đấy. Hai người nói gì? Tôi không hiểu gì cả. Em về rồi. Có bao giờ thấy cười kiểu đấy đâu nhỉ? Bà chị cun ngầu của mình đây mà. Được rồi, cứ để em. Này, anh trai của tôi đang xem cái gì đấy mà tôi về cũng không biết à? Lúc đó là chị đang trên đường đến quán cà phê của em đấy. Thì chị còn kể với em là chị lắm sức xem người ta, xong rồi bị người ta gọi điện mắng. Nhưng mà đang nói chuyện dở ấy thì máy chị hết pin đấy. Nói cho chị biết một bí mật nhá, cái xe đấy là của anh trai em ấy. Tôi xin lỗi, lúc đó là tôi đã không đúng. Vậy là... là người mà anh ghét với cả người mà anh tương tư ấy lại cùng là một người. Thôi, duyên ông trời ban rồi, đi một vòng ấy vẫn cứ là va vào nhau, thì va luôn thì còn gì nữa. Vợ ơi, em xong chưa? Em xong rồi này, mình đi thôi. Này, tôi ấy là người bằng da bằng thịt mà sao cứ cảm giác như kiểu là không khí nhỉ? Ban đầu ấy bảo hai người đến với nhau đi thì cứ làm giá cơ. Bây giờ cưới nhau về rồi lại còn đóng cảnh hạnh phúc, đi chơi bỏ đứa em gái này ở nhà nữa chứ. Thế thì mau kiếm người yêu đi, rồi mày cũng đi như thế. Chứ bây giờ cũng già rồi còn gì nữa mà làm giá. Được rồi, anh chị đi đi, coi như là em chưa nói gì được chưa? Đi.